chào quý vị và các bạn. Khép lại mùa giải 2019 với những thành tích vô cùng đáng nhớ. Bây giờ là lúc Honda Việt Nam đến mùa giải 2020 với mục tiêu đưa Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ đua xe khu vực. Theo đó, trong năm 2020, Honda Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tài trợ tổ chức giải đua xe mô tô Việt Nam. Tại giải đua, cũng đua Honda Racing Việt Nam tiếp tục tranh tài giải đua xe mô tô châu Á với mục tiêu thành tích cao hơn, cũng như tham gia vào đào tạo thi đấu tại các giải đấu tầm cỡ, khu vực và châu lục. Mùa giải 2020 đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Honda Việt Nam tài trợ tổ chức giải đua xe mô tô Việt Nam VMRC. VMRC 2020 năm nay sẽ mở rộng quy mô giải thi đấu lần đầu tiên đưa vào hạng mục Việt Nam Challenge Cup với mục tiêu tìm kiếm và phát triển các tay đua trẻ có tiềm năng từ độ tuổi 15 cho đến 18 hướng tới thi đấu tại các giải đua thi đấu quốc tế. Như vậy, mùa giải 2020 sẽ được diễn ra với 5 hạng mục thi đấu: Việt Nam Challenge Cup, Blade 110cc, MX 125cc, Vin 10 150cc và UB 130cc. Hiện, VMRC được coi là giải thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất của nền đua xe thể thao Việt Nam. Honda Việt Nam sẽ tiếp tục tài trợ VMRC 2020 với dự kiến 6 trận đấu được tổ chức. Hoạt động tài trợ thi đấu trong nước, Honda Việt Nam đặt mục tiêu giành được thành tích cao hơn tại giải đua xe mô tô châu Á ARC 2020 thông qua đội đua Honda Racing Việt Nam. Sau mùa giải đầu tiên độc lập tranh tài, đội đã giành được những thành tích tiến bộ tại mục UB 150 và AP 250 là động lực lớn để tiếp tục thực hiện hóa thành tích lớn hơn trong mùa giải năm nay. Đặc biệt, với mục tiêu giành podium tại thử thức AP 250, đội hình thi đấu Honda Racing Việt Nam tại mùa giải 2020 gồm có vận động viên Nguyễn Đức Thành mang số 193 hạng mục UB 150, vận động viên Nguyễn Anh Tuấn mang số 178 hạng mục UB 150 và vận động viên Cao Việt Nam mang số 65 hạng mục AP 250. Anh Trần Trung Dũng tiếp tục là quản lý của đội đua. Không chỉ chú trọng cho hoạt động thi đấu trong và ngoài nước, Honda Việt Nam còn tập trung phát triển và đào tạo tay đua cũng như xây dựng văn hóa đua xe lành mạnh tại Việt Nam, nhằm đưa hoạt động đua xe thể thao tại Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn, tiến gần hơn với những tiêu chuẩn quốc tế. Trong năm 2020, Honda Việt Nam tiếp tục mời cố vấn người Nhật Bản, ông Satoru Kamada để đào tạo tay đua và hỗ trợ Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam trong cấp giấy phép hợp lệ cho tay đua. Ngoài ra, các tay đua của Honda Racing Việt Nam sẽ trực tiếp tham gia đào tạo các tay đua trẻ trong nước, qua đó phát hiện những hạt giống tiềm năng cho động đua xe nước ngoài. Ngoài ra, kỹ thuật viên của Honda Racing Việt Nam sẽ được cử vào đội ngũ kỹ thuật của đội Honda Asia Dream Racing Week Showa tham gia tranh tài tại vòng đua giải đua sức bền Suzuka 8 tiếng 2019-2020 vào ngày 19 tháng 7 năm 2020 và giải đua sức bền Sepang 8 tiếng 2020 và 2021 vào ngày 13 tháng 12 năm 2020 với mục tiêu học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng tại các giải đấu quốc tế lớn hơn. Bên cạnh đó, các tay đua của Honda Racing Việt Nam sẽ được tham dự giải đua sức bền 4 tiếng Suzuka GP 250. Đây là giải đua dành cho các tay đua Nhật Bản, cũng như các tay đua thuộc khu vực châu Á thi đấu tranh tài, từ đó hướng tới các giải đấu lớn hơn. Thời gian dự kiến tham dự giải đấu là ngày 16-17 tháng 5 năm 2020. Tại mùa giải 2019, Honda Racing Việt Nam tự hào khi vận động viên Cao Việt Nam đã trở thành nhà vô địch của TTC 2019. Qua đó chính thức ghi danh hiệu vô địch lần đầu tiên của vận động viên Cao Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Bước sang mùa giải năm 2020, đội đua sẽ tiếp tục cử một vận động viên trẻ đi tranh tài và luyện tập tại giải đấu này, qua đó ươm mầm tài năng trẻ cho Honda Racing Việt Nam cũng như nền đua xe trong nước. Năm 2020 là dấu mốc Honda Racing Việt Nam chính thức góp mặt tại giải đấu Malaysia Superbike Championship 2020 được tổ chức tại trường đua Sepang, Malaysia. Hạng mục thi đấu của đội là MSBK 150 và MSBK 250 với mục tiêu nâng tầm chuyên môn thi đấu của tay đua và kỹ thuật viên của toàn đội. Với tinh thần chấp nhận thử thách, không ngừng sáng tạo, không ngừng nỗ lực, hiện thực hóa thành những bước đi trong phát triển văn hóa đua xe trong nước, khẳng định vị thế tại các giải đua tầm cỡ khu vực và châu lục. Xin chúc Honda Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa trong mùa giải 2020, đưa Việt Nam tiến xa hơn trong bản đồ đua xe khu vực. Các bạn ơi, nếu các bạn đã xem được điều gì đó có ích hôm nay thì hãy cho chúng tôi một lượt thích
và hãy chia sẻ video nhé. Bên trái hoặc bên phải màn hình là một số video mà tôi nghĩ các bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp chuột vào và ủng hộ Auto Daily nhé.